À, cái người mà ngoài cái ông mà ông Dũng đó, à thì nó còn có tuần này đó, thì 2 tuần này là nó ồn ào lên là cái con mẹ nấm, không Yeah, ạ? vâng. À, cái con mẹ nấm đó, không ạ? Thế thì ở đây nói là thì là mới đầu thì nói là thì là cái tòa ở ở miền Trung đó, nghĩa là Bà Nguyễn Thị Như Ngọc đó. vâng, Nguyễn Thị Như Ngọc rồi đuổi luật sư bào chữa, rồi thì mẹ của người này, một cái bà mẹ mà để 2 con thơ mà nhà nước nghĩa là vẫn y án 10 năm tù mới gì đó, à không cho người ta vào đó chứ, à không cho vào dự phiên xử đó. Con mẹ này nó là một loại nặc nô, ok, nó là một loại nặc nô, và riêng cái tên mẹ nấm đó đã là hỗn rồi, không ạ? Mày xưng mẹ với ai, mẹ nào, không ạ? Mẹ nấm là nó hỗn ở cái chỗ rằng thì là Mới cả mười mấy, 30 mấy tuổi vâng, đầu thôi. mà Hai hình con. không, mà hình như nó là gốc công an, Không phải, không phải. không Không, không phải gốc thế công ạ? an. Dạ không. À, thành ra đó mẹ nấm thì tôi mới nhớ lại cái mẹ mốc ở trong văn chương Việt Nam của Nguyễn Khuyến đó. À, nó muốn dùng cái chữ đó mà bây giờ nó dùng là những các cái lực lượng đối lập nó sẽ mọc lên như nấm sau cơn Sau mưa. mưa. À, đây là nó thương và nó dụ dỗ người ta vào tù. Mày vào tù mà ở mày người ta để mà đi vào tù, mày vào tù mà ở mày đấu tranh cho đất nước thì dễ quá, mà đất nước thiếu gì người mà đến nỗi mày có 2 đứa con nhỏ thì mày ở nhà chứ. À, mày ở Đấu nhà tranh chứ, là đi. à, mày nặc nô mày bỏ vào nhà nó có thành ra mà nghĩa là gọi là khóc khóc mếu mếu thương con mẹ nấm, thì tôi thấy rằng thì là Đấu cái truyền thông hải ngoại nó đó là cái nó buồn cười. cách buồn cười. Vâng. Vâng, thưa bác, là em thì em thấy rằng em mà bán lấy tên nấm là phải, là bởi vì đó nấm mà nấm hoang đấy, trong rừng á, mình vào mà những cái bãi cứt bò đó, nấm nó mọc lên nhiều lắm, nó mọc từ bãi cứt bò lên là nhiều lắm. Thành ra cộng đồng này là cứ vớt về để vớt 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 nấm về trong cái bãi cứt bò về mang về ngửi luôn. Vâng, thì thưa quý khán giả, thưa chúng tôi chấp nhận tất cả mọi người, anh Nguyễn Trọng Nghĩa, bây giờ mới có mấy dư luận hỏi tại sao bà Melania Trump là bà phu nhân đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ đi tới Trung Quốc xong là ngưng lại, không 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 đi nữa. Thì cái vấn đề đó, trước khi đó hội nghị APEC người ta họp, cái APEC nó mang tính về kinh tế, nội dung của nó về kinh tế. Các ông bà dân chủ viết 21 lá thư cho tất cả các phái đoàn yêu cầu đặt vấn đề nhân quyền lên trước khi họp mà APEC. Các những người đó không tự lượng sức mình là ai, là cái gì mà có quyền bắt ai cái gì, nhưng mà nó tự nhiên nó nói lên cái tinh thần nô lệ, nghĩa là mình không có cái là tự mình giải quyết chuyện đất nước mình, như phải đi lại là người khác À, làm nó ơn mép cứu bu nó suốt ngày nó là nó mép bu thôi mép nó à. bu. Thì khi mà viết cho bà Melania, viết cho bảo bà tới đây yêu cầu là phải giải thoát, nghĩa là cho bà mẹ nấm Làm Nguyễn Thị Như Ngọc trả ngay lập tức, trả à, tự do ngay lập tức lập cho tức bà mẹ tất cả nấm các ngay cái danh sách đấy. này đó, à Đấy, cái cái bọn bà thối mồm đó, à. bà Trâm bà nghe bà sợ quá, bà nói rồi tụi bay ở đó, tụi bay giải quyết, ta đi về. Mà cái hay là tất cả các vị lãnh tụ thế giới tới Việt Nam không ai đả động vấn đề nhân quyền, À, cái buồn cười không ai nói không ai nói tới một vậy. thứ nhân quyền mà Vâng. bắt tay Đảng Cộng sản rất là họ hoan hỉ, Nếu không thì là đây là cái buồn họ cười. tức là với họ đó thì tất cả những cái nhà lãnh đạo đó thì nói như một câu ở trong Vũ Trọng Phụng đó, biết rồi khổ lắm nói mãi con khỉ. Thì